ta sẽ cùng cử ra một thành viên để thi một cái trò chơi quyết định. Rồi. Xinh quá. Cái gì vậy? Ủa, chương trình của mình là chương trình mình ăn trưa nhé, chứ không phải hát xe duyên nha. Tôi vừa gặp cái thả thính liền à. Tỏi ngâm chua ngọt. Tỏi ngâm chua ngọt. Tỏi. Tỏi. À, xôi. Tỏi. Xôi. Ngâm chua ngọt. Xôi nóng chua ngọt. Tỏi ngâm chua ngọt. À, xôi gắm chua ngọt. Hả? Xôi. Hả? Xôi. Gắm. Chua. Cần nấu đậu. Ớt đậu đậu. Ớt đậu đậu. Ớt nó đậu. Đậu. Đậu vô. Đậu. Ớt đậu. Ớt đậu đậu. Ớt. Ớt. Đậu. Ớt đậu. Đậu chứ đậu. Ớt đậu. Đậu. Một lần nữa uy tín. Nước ép xoài hạt chia. Kem xoài. Đây cái gì? Nói lại. Ép xoài hạt chia. Nói gì cũng nghe gì á. Hôm qua mẹ mua cho em củ cải đỏ. À, củ cải đỏ. Củ cải đỏ. Củ cải đỏ. Yeah. Em nghe là phải củ cải đỏ đâu. Mất mất cái gì vậy? Hôm qua mẹ mua cho mất. Hỏi lại. Một lần nữa đi. Em quên rồi. Rau ôm chưa? Rau ôm. Rau ôm đâu? Rau ôm cạnh đất đâu? Bỏ tỏi vô. Bỏ tỏi vô. Ê, cái này chưa có mở bịch ni lông ra. Bịch ni lông chưa mở làm sao mà nấu? Bỏ không biết nấu. Cái này là lỗi của ban tổ chức, không phải của em. Em không biết gì hết á. Ừ, mặt thần thái tự tin lắm, để tôi coi. Này mời giật chảo. Y nấu dơ quá, để cho nó sạch kìa. Mắm nè, nước mắm nè. Đón xem tập 5 Mình ăn trưa nhé, phát sóng vào lúc 12:30 ngày 9 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7.